Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay, Quảng Bình có 11.231 thí sinh đăng ký dự thi. Toàn tỉnh đã bố trí 30 điểm thi với 495 phòng thi, 27 phòng chờ. Sở Giáo dục và Đào tạo cũng đã điều động hơn 2.000 cán bộ giáo viên, nhân viên của ngành và cơ quan phối hợp làm nhiệm vụ tại 30 điểm thi. Kỳ thi năm nay, các thí sinh sẽ tham gia đầy đủ 4 bài thi, gồm 3 bài thi độc lập là toán, ngữ văn, ngoại ngữ và 1 bài thi tổ hợp là khoa học tự nhiên hoặc khoa học xã hội do thí sinh tự chọn. Trước đó, môn ngữ văn được thi theo hình thức tự luận, các môn còn lại thi theo hình thức trắc nghiệm. Sáng nay, các thí sinh sẽ làm bài thi đầu tiên là môn ngữ văn với thời gian làm bài 120 phút, buổi chiều thi môn toán với thời gian làm bài 90 phút. Sáng ngày 28 tháng 6, các thí sinh đăng ký thi tổ hợp khoa học tự nhiên sẽ làm bài thi gồm các môn vật lý, khoa học, sinh học. Các thí sinh thi tổ hợp khoa học xã hội sẽ tiến hành làm bài các môn lịch sử, địa lý, giáo dục công dân, thời gian làm bài 50 phút một môn. Môn ngoại ngữ với thời gian làm bài 60 phút sẽ được tổ chức thi vào chiều ngày 28 tháng 6.